Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Sau Ly Hôn, Lậu Tổng và Mặt Hàng Ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Cảnh sát đã đến nơi xử lý vụ việc. Người tài xế cũng được xác định là trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Hắn phải chịu một khoản đền bù vì gây ra tổn thất xe của Lậu phu nhân. Bà ấy cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận thấy Lộ phu nhân bị trật cổ nhẹ do quá trình va đập, cần băng định hình cổ vài tuần sẽ ổn. Sở Triệu bận nhiều việc ở công ty, sau khi đến viện để xem tình trạng của Lộ phu nhân, thấy mẹ vẫn ổn thì anh mới yên tâm trở về công ty. Quả là chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống thì nào khỏi tránh được. Lộ lão gia cũng vào viện với vợ, còn có một người giúp việc đi cùng để phụ giúp chăm sóc Lộ phu nhân. Tố Du nghe tin mẹ chồng bị tai nạn thì cũng tranh thủ vào viện thăm. Cô gửi cục cưng nhỏ cho dì Yến trông giúp, mang ít súp tự nấu vào cho bà ấy. Cô cẩn trọng đổ ra bát, còn tận tình nói: "Con nhớ bác gái không thích ăn cháo, vậy nên con có nấu súp cá cho bác. Bác yên tâm, con đã lấy hết xương cá rồi." Lộ lão gia đã về nhà lấy ít đồ, bây giờ chỉ có cô và người giúp việc ở cạnh bà ấy. Lộ phu nhân nhìn cô tận tâm với mình mà lòng không ngừng cảm thấy hổ thẹn. Trước đây bà ấy đã dùng những từ ngữ rất nặng nề để chỉ trích cô, ấy vậy mà khi bà ấy gặp chuyện, Tố Du vẫn sẵn lòng chăm sóc, trong khi cô lại còn có con nhỏ và đang mang thai. Bà ấy nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự ân hận. "Cảm ơn con, mà con đang có thai, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?" Cô nở nụ cười, tay cầm bát súp ngồi xuống cạnh bà ấy. "Con khỏe mà, để con đút bác." Dẫu sao bà ấy cũng là mẹ của anh, cô yêu Sở Triệu nên càng không muốn anh khó xử. Nếu cứ mãi gay gắt với Lộ phu nhân, mẹ chồng nàng dâu không thể hòa thuận thì gia đình cũng không trọn vẹn. Huống hồ bây giờ bà ấy đã dễ chịu với cô hơn trước rất nhiều, anh cũng chiều chuộng, yêu thương cô hết mực. Thôi thì chín bỏ làm 10, cứ suy nghĩ tích cực và bao dung khi còn có thể, để tâm mình được bình yên, rồi mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp. Cô thổi thổi muỗng súp, cẩn thận đút cho mẹ chồng. "Bác ráng ăn một chút đi." Bà ấy mở miệng, lần đầu tiên chịu ăn món do cô nấu. Trước đây không ngừng chê bai, dù cô có nấu thế nào cũng bảo nhìn vào đã chẳng thấy ngon. "Súp có vừa miệng không bác?" Chợt Lộ phu nhân nắm lấy tay cô, ánh mắt rưng rưng, lộ rõ sự ân hận về cách hành xử sai trái trước đây của mình. "Con nấu rất ngon." Tố Du có chút ngạc nhiên, không ngờ người mẹ chồng vốn dĩ chưa từng đặt cô ở trong mắt này nay lại dịu dàng với cô như thế này. "Con à, hôm nay bác... à không, là mẹ. Mẹ muốn xin lỗi con về những chuyện đã qua. Mấy hôm nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ nhận ra bản thân đã quá phiến diện, ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của con. Trong khi con ngoan hiền như vậy, mẹ lại chưa từng biết trân trọng. Mẹ xin lỗi, bỏ qua cho mẹ, có được không?" Suốt bao năm qua, kể từ khi cưới anh đến lúc ly hôn và đến tận giây phút này, đây là lần đầu tiên cô được bà ấy xưng hô mẹ con như vậy. Thật tâm Tố Du nào phải người hẹp hòi. Cô tỏ ra cứng rắn vì không muốn bị ảnh hưởng bởi lời nói nặng nề và thái độ khó chịu từ Lộ phu nhân. Nhưng giờ đây bà ấy đã nhận ra điều đúng đắn, biết trân trọng người con dâu mà trước đây mình luôn ghét bỏ. Tố Du chẳng còn lý do gì để không hòa thuận với bà ấy cả. "Mọi chuyện đã qua rồi, bác đừng bận lòng nữa." Lộ phu nhân đưa tay lên vén tóc cô, cử chỉ ân cần của bà ấy khiến cô thoáng chốc nhớ về người mẹ quá cố và cả cái chết bi thảm đầy bí ẩn của mẹ mình. Chợt thấy ánh mắt rưng rưng của Tố Du, Lộ phu nhân chợt cất lời: "Con sao vậy? Sao lại khóc?" Cô vội đưa tay gạt đi dòng lệ, nén bi thương vào trong lòng rồi đáp lời: "Dạ không có gì đâu bác, đột nhiên con thấy hơi xúc động thôi." Lộ phu nhân đặt tay lên vai cô, bây giờ bà ấy thật tâm rất trân quý người con dâu đang ở ngay trước mắt. "Sao con vẫn gọi là bác? Nghe xa cách lắm. Dù sao con và Sở Triệu cũng đã về bên nhau rồi, phải gọi là mẹ chứ." Cô nở nụ cười, ngay lúc này cách cư xử của Lộ phu nhân đối với cô đã thực sự thay đổi. Sau 3 năm, cuối cùng bà ấy đã chấp nhận cô. "Dạ, con biết rồi, thưa mẹ." Lộ phu nhân nở nụ cười, cùng lúc vang lên tiếng mở cửa phòng.
Sở Triệu sau khi tan làm đã đến bệnh viện. Anh tiến về phía giường bệnh, nhẹ nhàng chạm tay lên tóc cô. Em chưa dùng bữa chiều đúng không? Lát nữa anh đưa em đi ăn. Thấy Lợi phu nhân vẫn ổn, sắc mặt tươi tắn, chỉ là cổ đang được cố định bởi băng nẹp nên khá khó chịu vì chưa quen. Mẹ còn đau không? Lợi phu nhân mỉm cười. Không đau nữa, chỉ là đeo cái nẹp này nên thấy không quen thôi. Mà vợ con đang có thai, ở bệnh viện lâu không tốt đâu. Con đưa con bé về nghỉ ngơi đi. Lát nữa có ba vào với mẹ rồi, còn có gì chi ở đây mà. Nghe Lợi phu nhân gọi Tố Du là vợ của anh, Sở Triệu cảm thấy rất nhẹ lòng. Xem ra bà ấy đã không còn ác cảm với cô như trước đây. Sau cùng chuyện tình cảm này cũng nhận được sự ủng hộ từ bà ấy. Dì Chi đang ngồi ở một góc xem tivi, nghe vậy cũng cất lời. Đúng vậy, có tôi lo cho phu nhân, cô cậu cứ yên tâm. Anh biết cô ở đây nhiều tiếng đồng hồ với Lộ phu nhân nên cũng định đến đón vợ về nghỉ ngơi. Tố Du rất hiểu chuyện, nghe tin mẹ anh bị tai nạn liền lật đật sẽ đến bệnh viện, chẳng hề so đo những xích mích trước đây. Phẩm chất này của cô đã khiến người làm mẹ chồng như Lộ phu nhân cảm thấy xấu hổ. Thời gian qua cô cứ mãi lo bận bịu với công việc và chăm con nên ít khi về nhà thăm Hàn lão gia. Hôm nay cô đưa Tiểu Phi đến chơi với ông ngoại, sẵn tiện đích thân dọn dẹp lại nhà cửa cho ba thân yêu. Bước vào phòng kho, tim cô chợt nhói lên khi nghĩ về khoảng ký ức đau buồn. Dù nói là căn phòng chứa đồ cũ nhưng bên trong rất tươm tất và gọn gàng. Sàn nhà lót thảm, tường cũng được sơn phủ tỉ mỉ, chẳng khác gì phòng ngủ đẹp mắt. Chỉ là có ít người vào dọn dẹp nên cảnh vật bên trong khá cũ. Mọi thứ trong phòng đều được giữ đúng như vị trí lúc mẹ cô còn sống. Chính vì vậy, ba cô không muốn làm chúng xê dịch quá nhiều nên luôn tự tay vào phòng dọn dẹp, chứ chẳng chịu để người làm động vào. Do giờ đây ba cô tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn ham công tiếc việc, lâu lâu có công trình ông ấy vẫn nhận, từ đó cũng không có nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này thường xuyên. Căn phòng kho trước đây vốn dĩ là phòng làm việc tại gia của mẹ cô, là nơi mà mẹ cô yêu thích nhất để bà ấy thỏa sức vẽ tranh và sáng tạo. Trong lòng cô, người mẹ quá cố của mình là một họa sĩ tài ba và hết lòng yêu thương cô. Nhưng mẹ cô chẳng may đoàn mệnh mất sớm. Khi bà ấy mất, cô chỉ vừa mới tròn 17 tuổi. Nhìn những bức ảnh mẹ cô vẽ trên khung canvas đang được đặt khắp nơi trong phòng, bất giác Tố Du đưa tay cầm lấy một bức tranh đặt trên sàn. Lớp bụi thời gian đã nhuốm màu lên bức vẽ, dù thi thoảng vẫn được lau dọn, nhưng mỗi lần bám bụi sẽ khiến bức tranh dần trở nên xưa cũ. Nhưng từng đường nét trong bức tranh vẽ tĩnh vật này vẫn vẹn nguyên sự sắc sảo tinh tế. Nhìn qua thật khó nhận biết đây là ảnh vẽ hay chụp, bởi hoa tay của mẹ cô xuất sắc, bà ấy có thể vẽ được tất cả các thể loại tranh và những bức họa ấy luôn được bán với giá rất cao. Cô dùng khăn phủi đi lớp bụi, không dám dùng lực chà sát để lau vì sợ ảnh hưởng đến màu sắc của tranh vẽ. Đối với cô, tất cả những bức vẽ của mẹ là những di vật hết sức vô giá. Nhìn ngắm lại tổng quan căn phòng, lòng cô bồi hồi nhớ lại vô vàn ký ức lúc mẹ còn sống. Bước đến cạnh chiếc bàn gỗ nơi mẹ cô hay ngồi ngẫm nghĩ suốt nhiều giờ để lên ý tưởng cho các bản vẽ, cô lau sạch mặt bàn và các vật dụng rồi đưa tay mở hộc tủ ra xem những món đồ bên trong. Ánh mắt tập trung nhìn vào chiếc điện thoại đã cũ được đặt trên cùng của vài quyển tiểu thuyết đều có chung một tựa đề Way Out in the Dark. Cô bỗng nhớ lại đây chính là những quyển tiểu thuyết trinh thám mà mẹ cô yêu thích nhất của tiểu thuyết gia Tịnh Âu. Tố Du xem kỹ lại hai chồng sách đặt cạnh nhau trong hộc tủ, có tổng cộng 9 quyển. Mẹ cô đã mua gần như trọn bộ của tập tiểu thuyết này. Vì mẹ cô rất thích chuyện của vị tác giả Tịnh Ân nên cô cũng từng để tâm đôi chút. Cô biết rõ hiện tại ông ấy đã giải nghệ sau khi viết nốt quyển thứ 10, cũng là tập cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Way Out in the Dark. Nhưng tiếc thay, khi tập thứ 10 xuất bản thì mẹ cô đã mất nên không có cơ hội đọc được. Bỏ qua những cuốn tiểu thuyết, cô cầm lấy điện thoại của mẹ lên xem. Qua thời gian lâu như vậy, chiếc điện thoại chắc chắn đã hết pin. Tố Du không thể khởi động điện thoại, càng không tìm ra dây sạc. Có lẽ sau khi mẹ mất, đồ đạc của bà ấy cũng được thu dọn lại. Quá trình đó cũng đã làm mất dây sạc rồi cũng nên. Cô nhớ mẹ cô có hai chiếc điện thoại. Một chiếc được mẹ mang theo lúc đi công tác và bị hỏng khi bà ấy gặp tai nạn xe. Đây là chiếc điện thoại thứ hai được bà ấy để lại ở nhà.
Thật ra đã rất lâu cô không mở hộp tủ này ra xem, cũng như bước vào căn phòng chất chứa kỷ niệm của mẹ. Khi mẹ mất, cô chỉ mới 17 tuổi, học xong cấp 3. Cô lên đại học rồi sang nước ngoài du học vài năm. Về nước không bao lâu thì kết hôn cùng với Sở Triệu và bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi ly hôn, Tố Du lựa chọn ra ngoài ở riêng thay vì trở về sống với Hàn lão gia, vì cô không muốn ông ấy nặng lòng thêm nữa, cũng như muốn bản thân tự lập mạnh mẽ để nuôi con, không muốn phiền ba mình phải chăm cháu cực khổ. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, bất giác cô bỏ nó vào túi quần, dường như linh cảm mách bảo Tố Du nên tìm cách khám phá những bí ẩn nằm bên trong chiếc điện thoại cũ kỹ ấy. Trở về nhà, cô nằm suy tư trong vòng tay anh, bất giác nụ hôn của Sở Triệu như kéo cô trở về với thực tại. Em đang nghĩ cái gì vậy? Cô xoay người vòng tay ôm lấy anh, dùi mình vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác bình yên vô cùng. Em đang nghĩ về mẹ thôi. Anh có chút ngạc nhiên. Mẹ của em sao? Cô gật đầu. Đúng vậy, hôm nay em về nhà thăm ba. Trong lúc dọn dẹp thì thấy lại những di vật của mẹ, cảm giác rất nghẹn ngào. Sở Triệu hôn lên trán cô. Anh chỉ từng gặp qua mẹ cô một lần vào ngày họp phụ huynh năm lớp 10. Thời gian đã rất lâu về trước, anh cũng chẳng còn nhớ rõ mặt bà ấy. Tai nạn thảm khốc của mẹ cô, anh từng đọc qua trên báo. Bà ấy đã gặp tai nạn giao thông trên đường đèo khi xe tông thẳng vào vách núi và bị bốc cháy. Bà ấy đã tử vong trước khi có người kịp phát hiện và đưa đến bệnh viện. Anh ôm chặt lấy cô, đặt nhẹ tay lên bụng vợ. Anh tin rằng mẹ vẫn luôn phù hộ cho em và mong em có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô ngước nhìn Sở Triệu rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Anh mỉm cười, được vợ chủ động hôn là cảm giác vô cùng sung sướng. Anh nhân cơ hội tiếp tục đan môi cô, nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi mềm, tận hưởng dư vị cùng nhau. Ngày hôm sau, cô đến cửa hàng di động để tìm mua dây sạc cho chiếc điện thoại của mẹ. Nhưng sau khi xem xét, họ nói rằng mẫu mã điện thoại này đã quá cũ, chỉ thịnh hành tầm 10 năm trước, hiện tại đã ngừng sản xuất. Vậy nên ở chỗ của họ không có loại dây sạc phù hợp. Tố Du cố đi thêm vài cửa hàng nữa, kết quả vẫn không tìm được loại dây sạc cô cần. Đang định trở về nhà, cô nhận được cuộc gọi điện thoại từ Nhã Khánh. Ban đầu cô còn nghĩ cô ấy muốn rủ mình đi chơi, nhưng đến khi nhấc máy lại vô cùng bất ngờ. Cậu đã xem tin tức mới nhất về bố Trúc Kiều chưa? Cô cứ như đang trên mây, sáng giờ lo đi tìm mua dây sạc nên nào có thời gian lên mạng xem tin tức. Mình chưa xem. Mà có chuyện gì sao? Giọng của Nhã Khánh có chút khẩn trương. Cô ta bị đánh ghen, bây giờ tin tức lan truyền khắp các mặt báo rồi. Cậu mau lên xem đi. Chỉ mới buổi sáng cô không lên mạng mà đã xảy ra chuyện hot như vậy. Tố Du cúp máy, cô nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong, rồi lập tức lên mạng tìm tin tức mới nhất về bố Trúc Kiều. Hàng chục trang web đưa tin rầm rộ, khiến cô chóng cả mặt. Tiêu đề của các bài báo đều xoay quanh vấn đề trà xanh. Nữ người mẫu bố Trúc Kiều bị phát hiện cặp kè đại gia đã có vợ lưu sinh. Tiểu tam bố Trúc Kiều bị chính thất đánh ghen, full clip cực cây cấn. Vợ đại gia lưu sinh dạy dỗ tiểu tam bố Trúc Kiều sau câu nói đầy thách thức. Vì bà già xấu nên bị chồng cắm sừng là đúng. Tố Du sững sờ, cô đọc kỹ lại nội dung của các bài báo. Chuyện này chỉ vừa được đăng tải vào sáng nay, nhưng không ngờ lại có sức lan truyền mạnh mẽ như vậy. Ngày hôm qua, nữ người mẫu bố Trúc Kiều và đại gia lưu sinh đã bị vợ của ông ấy bắt gặp khi đang cùng nhau giang díu tại khách sạn Diamond. Vợ của vị đại gia này đi cùng với một nhóm người, cùng nhau xông vào tận phòng khách sạn để bắt gian tại trận và quay clip lại. Hiện tại đoạn clip đang được lan truyền khắp các trang mạng xã hội với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hàng trăm ngàn bình luận đã để lại sự phẫn nộ, thất vọng tràn trề đối với nữ người mẫu. Theo chúng tôi đánh giá, đây chắc chắn là dấu chấm hết cho sự nghiệp của bố Trúc Kiều. Đọc xong tin tức, cô nắm được ý chính của sự việc, cũng chẳng biết nói thế nào về bố Trúc Kiều. Phụ nữ dại khờ nhất là va vào đàn ông đã có gia đình. Hơn nữa cô ta cũng biết rõ đại gia lưu sinh đã có vợ con mà vẫn đâm đầu vào vì ham mê tiền bạc. Kết quả này quả thật do bố Trúc Kiều tự chuốc lấy. Tố Du tắt điện thoại, cô lái xe đến công ty để gặp Sở Triệu. Điều quan trọng ở hiện tại, bố Trúc Kiều đang là người mẫu đại diện cho công ty. Scandal này của cô ta e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của Du Hy. Chuyện này có khác nào một con sâu làm dầu nồi canh. Từ lúc xảy ra sự việc,
Tất cả lịch trình của bố Trúc Kiều đều có liên quan đến Du Hy đều bị phía công ty hủy bỏ. Cách giải quyết duy nhất và hợp lý nhất của công ty chính là hủy hợp đồng với cô ta. Mấy hôm nay bố Trúc Kiều cũng không dám ra ngoài, cứ nhốt mình trong nhà sau khi drama trà xanh nổ ra. Cô ta đang phải gánh chịu vô số búa rìu từ dư luận. Trong phòng thiết kế, Tố Du vui vẻ trao đổi về mẫu trang phục với nam diễn viên Chu Dân. Cách đây nửa tháng, anh ấy đã ký hợp đồng trở thành người đại diện cho thời trang nam của công ty. Anh rất hào hứng với bộ sưu tập lần này. Cũng lâu rồi anh em mình mới có dịp hợp tác. Cô nở nụ cười. Trước đây cô đã từng làm việc với Chu Dân vài lần trong các show diễn thời trang. Tính ra thì cô và anh ấy quen biết nhau cũng được vài năm. Ngày cưới của cô và Sở Triệu, anh ấy cũng có tham dự. Dạ, thời gian trôi nhanh thật. Sẵn đây cho em lấy số đo của anh. Chu Dân nhiệt tình hợp tác. Làm việc với anh ấy cô rất thoải mái, khác hẳn khi hợp tác với bố Trúc Kiều, ức chế đến mức muốn trầm cảm. Cô đo chiều dài của tay và chân, lúc cần đo đến phần eo. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Lúc này trong phòng ngoài cô và Chu Dân thì còn có vài nhân viên khác cũng đang làm việc. Sở Triệu bước vào trong, các nhân viên khác nhìn thấy anh lập tức cúi đầu chào, trừ nóc nhà quyền lực. Anh bạn, tôi định lấy số đo xong thì đi tìm cậu này. Muốn cùng cậu đi ăn chưa? Chu Dân lúc nào cũng cởi mở, vui vẻ với bạn bè như vậy. Sở Triệu cũng vô vai anh ấy. Bạn bè lâu ngày mới có dịp gặp nhau, anh và Chu Dân vốn dĩ xem nhau như người nhà, vô cùng thân thiết. Tôi cũng muốn mời cậu đi ăn đây, lâu ngày rồi mới gặp nhau. Anh nhìn Tố Du, ánh mắt lúc nào cũng si mê vợ đến dại khờ. Lát nữa em cũng đi ăn cùng anh và Chu Dân được chứ? Cô gật đầu rồi quay sang nói với Chu Dân. Còn số đo eo là xong rồi. Tố Du vừa định vòng tay để luồn thước dây qua eo anh ấy thì Sở Triệu lập tức nắm cánh tay cô cản lại. Để anh đo cho, cứ để anh. Cô khẽ nhíu mày, cảm thấy hành động của Sở Triệu đột nhiên rất khó hiểu. Sao vậy? Chu Dân chợt bật cười, anh ấy liền nhận ra hũ giấm chua đang hiện hữu ngay ở đây. Sở Triệu cầm lấy thước dây vòng qua eo Chu Dân, anh ấy nhân cơ hội nói nhỏ. Cậu ghen à? Trông buồn cười thật. Bị nói trúng tim đen, anh chợt siết mạnh thước dây. Chu Dân tròn mắt nhìn Sở Triệu. Đau đấy. Đo eo chứ không phải là thắt dây gói bánh. Cô khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc, chẳng hiểu chồng mình đang làm trò gì nữa, trẻ con hết sức. Không tìm được dây sạc phù hợp, trong lòng cô cứ canh cánh khó chịu. Cô cầm điện thoại của mẹ trên tay, nhìn ngắm một lúc khá lâu, nhưng chỉ thấy bế tắc. Nhìn thấy vợ mấy ngày nay cứ hay nhìn chiếc điện thoại cũ rồi thẫn thờ, anh bước đến ngồi cạnh cô, không quên vòng tay ôm cô vào lòng, rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cô xem thử. Loại máy này đã xưa rồi thì phải, hiện tại cũng không còn sản xuất nữa. Cô tựa đầu vào ngực anh. Đúng vậy, em đã đi hỏi rất nhiều cửa hàng, nhưng không có nơi nào có bộ sạc của điện thoại này cả. Sở Triệu ngẫm lại một lúc rồi cất lời. Máy này đã cũ, lại không dùng trong thời gian dài. Anh nghĩ cho dù em có mua được dây sạc, cũng không thể khởi động được lại đâu. Cô chợt nhận ra lời anh nói rất có lý. Tố Du chỉ nghĩ đến việc tìm cách sạc được pin điện thoại mà quên mất điều này. Phải rồi, đã lâu như vậy, có lẽ điện thoại cũng không còn dùng được. Em muốn xem nội dung bên trong điện thoại của mẹ, xem như lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà nếu không được thì cũng đành chịu thôi. Trong cô có vẻ buồn nên anh cố tìm cách cứu vãn. Anh muốn thực hiện mong muốn của vợ, dù chuyện này dường như hơi khó. Anh có một người bạn là thợ sửa điện thoại, để anh hỏi thử xem sao. Cô ngước mắt nhìn anh rồi chợt hôn lên má Sở Triệu. Thưởng cho anh đó. Anh mỉm cười, giải mặt mà quay đưa má kề sát mặt cô. Còn bên này nữa. Cô hơi ngượng ngùng nhưng cũng nhẹ nhàng hôn lên má anh. Mỗi lần có cơ hội, anh đều rất biết nắm bắt. Chồng cô bây giờ ngày càng tiến bộ. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhận lại chiếc điện thoại. May mắn thay khi cửa hàng người quen của Sở Triệu vẫn còn lưu giữ những bộ sạc của dòng máy cũ. Ngoài ra họ đã thay pin điện thoại và sửa chữa lại để chiếc điện thoại cũ có thể sử dụng được. Tuy nhiên chỉ là dùng tạm. Sở Triệu tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh trở về nhà đưa điện thoại cho cô. Dùng cơm cùng vợ xong thì tiếp tục đi làm. Tố Du mở máy lên xem, nhưng điện thoại có cài pad, màn hình khóa điện thoại là ảnh của cô ngày còn nhỏ. Lòng cô càng dâng lên cảm giác nhớ nhung người mẹ quá cố.
Mật khẩu là gì đây? Cô bấm thử ngày tháng năm sinh của mẹ, nhưng máy báo không đúng mật khẩu. Tố Du thử lại với ngày sinh nhật của ba và cả cô, nhưng cũng không đúng. Gia đình cô vốn dĩ rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nên chẳng ai hỏi mật khẩu điện thoại ai cả, cũng chưa từng dùng chung máy. Vậy nên cô thực sự không biết pát. Hơn nữa cũng đã lâu, dù có từng biết qua cũng không thể nhớ nổi. Tiểu Phi bé nhỏ đang ngồi chơi trên giường, cậu bé cầm món đồ chơi rồi bò vào lòng mẹ. Cô mỉm cười ôm lấy con trai, ôm lên hai má phúng phính của nhóc. Chờ Tố Du nhớ đến những đoạn clip trước đây cô đã quay lại khi ra ngoài cùng mẹ. Để lưu giữ kỷ niệm, cô đã đăng những đoạn clip đó lên tài khoản mạng xã hội của mình và để chế độ chỉ mình tôi để có thể mãi lưu giữ những ký ức đẹp về bà ấy. Khi thấy nhớ mẹ, cô có thể tìm xem lại bất kỳ lúc nào. Tố Du ôm Tiểu Phi vào lòng, cô mở laptop, lục tìm những clip ngày xưa cô đã quay lại khi đi ăn uống cùng mẹ. Sau một lúc lướt tìm, cô đã bấm vào rất nhiều đoạn clip để xem thử, đến khi xem chúng một đoạn clip được ghi lại cách đây hơn 10 năm. Lúc đó cô và mẹ đến siêu thị, khi món ăn vừa được dọn lên, Tố Du đã nhí nhảnh quay lại một clip ngắn, chủ yếu là để cho vui. Trong clip, cô tự quay chính mình, phía sau là mẹ cô đang ngồi bấm điện thoại. Sau đó cô đổi camera sau và quay bàn ăn. Bấm dừng clip, Tố Du tua lại đoạn mẹ cô đang bấm điện thoại rồi chỉnh chế độ phóng to. Bà ấy đang thao tác mở máy, nhưng có điều clip không được sắc nét cho lắm. Tố Du lấy bút viết ra, ghi nháp dãy số mà cô lờ mờ thấy được mẹ cô đã bấm thông qua đoạn clip. Sau vài lần ghi chép, cô thu được một số kết quả. Bấm thử những dãy số ghi được, nhưng điện thoại cứ báo sai mật khẩu. Sau 5 lần bấm sai, máy tạm thời bị khóa. Trong lúc chờ điện thoại hết vô hiệu hóa, cô xem lại đoạn clip thêm vài lần nữa. Vì góc quay này khiến màn hình điện thoại bị chói sáng, nên Tố Du càng khó lòng nhìn rõ. Cô chỉ có thể dựa vào vị trí bấm từ các ngón tay của mẹ để suy đoán con số. Tố Du đã bắt đầu nắm bắt được chính xác vị trí các số. Cô cầm điện thoại lên, thử lại lần nữa, quả thật đã mở được điện thoại. Hình nền được để là hình ảnh chồng tiểu thuyết Way Out in the Dark. Có vẻ như mẹ cô cực kỳ yêu thích tập tiểu thuyết trinh thám này. Tố Du vào tập ảnh, cô muốn xem lại những ảnh chụp trước đây, vài tấm ảnh selfie của mẹ. Cô mỉm cười xem lại gương mặt xinh đẹp của bà ấy. Lướt xuống phía dưới, chợt cô nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp của bức tranh hoa ly. Đây cũng là món quà sinh nhật cuối cùng bà ấy tặng cho cô vào năm cô 17 tuổi. Chỉ sau sinh nhật của cô không lâu thì mẹ cô qua đời. Ảnh chụp lại bức tranh từ giai đoạn đang được lên ý tưởng đến quá trình vẽ và khi đã hoàn thành. Bức tranh hoa ly 3D được tạo hình hoa nổi bằng một thạch cao. Sau đó mẹ cô sẽ dùng tài năng hội họa tô vẽ để những cánh hoa trông sống động hệt như thật. Cô còn nhớ, trong tấm thiệp sinh nhật cuối cùng cô nhận được từ mẹ, bà ấy đã viết một dòng chữ in đậm. Món quà này chứa đựng điều vô giá mà mẹ đã dành rất nhiều tâm huyết. Từng cánh hoa mang theo một sứ mệnh đặc biệt. Năm đó cô không có nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần hiểu là mẹ muốn nhắn nhủ rằng bà ấy đã đặt rất nhiều công sức để làm ra món quà, nên mong muốn cô hãy luôn giữ gìn bức tranh thật kỹ. Trong lúc bâng khuâng suy nghĩ, cô nhìn thấy một đoạn clip ghi lại quá trình đắp bột thạch cao để tạo hình hoa ly. Một điều gì đó khác lạ đã va vào mắt cô. Dường như mẹ cô đã đặt một món đồ nào đó vào bên cạnh hoa ly rồi dùng thạch cao che đậy. Khoan đã, tua lại một chút, nhìn chăm chú hơn, cô thắc mắc, rốt cuộc món đồ đó là gì? Cô trở về nhà của Hàn lão gia, ông ấy rất ngạc nhiên khi cô đột ngột đến vì thông thường cô sẽ gọi điện báo trước rồi mới đến đây. Hơn nữa, trong thái độ vội vội vàng vàng của cô càng khiến Hàn lão gia nhận thấy có chút bất thường. Bước vào phòng ngủ trước đây của cô, bức tranh hoa ly mẹ tặng vẫn đang được treo trên tường. Cô đứng lên giường, với tay tháo bức tranh xuống, cẩn trọng tách bề mặt kính ra, để lộ phần bức vẽ thạch cao sắc sảo. Tố Du mở lại đoạn clip là một bông hoa ly nằm ở góc ngoài cùng bên trái có chứa vật gì đó. Lúc này cô mới để ý thấy màu sắc của bông hoa ly đó có phần đậm hơn những bông hoa còn lại. Phải chăng mẹ cô ẩn ý để lại dấu vết? Càng lúc cô càng nhận ra chuyện này dường như không đơn giản. Trong bức tranh tuyệt đẹp lại được làm kỳ công, cô thực sự không nỡ khiến món quà này bị hỏng. Nhưng nghĩ lại việc kỳ lạ cô xem được thông qua đoạn clip, lỡ như đó là lời nhắn hay điều gì đó đặc biệt mà mẹ cô để lại thì sao? Cô nhất định phải làm rõ. Tố Du lục tìm cây kéo,
hướng mũi kéo gần đến bông hoa ly đặc biệt trên bức ảnh. Cô vẫn còn có chút tiếc nuối trong lòng, hành động này có khác nào đang phá hoại tác phẩm nghệ thuật của mẹ. Nhưng sau một phút đắn đo chần chừ, cô đã nghe theo lý trí, thẳng tay đâm mạnh mũi kéo vào bông hoa. Lớp thạch cao khá dày và cứng, chỉ đâm một lần thì không thể làm lớp thạch cao hoàn toàn vỡ ra, chỉ có vài mảnh vụn nhỏ bắt đầu vương vãi khắp các vị trí xung quanh. Cô có chút khựng lại, nhưng dù sao cũng đã lỡ, không thể từ bỏ giữa chừng như vậy. Tố Du tiếp tục chọc thủng lớp thạch cao và được che đậy cũng dần dần ló dạng. Cô nhìn thấy phần trồi ra của một túi nhựa nhỏ, cố thêm một chút, cô phá vỡ cả bông hoa, thành công lấy được cả túi nhựa ra ngoài. Phủi phủi những mảnh thạch cao vụn bám trên ngoài túi nhựa màu đen, chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, cô nhận ra bên trong chứa một thẻ nhớ nhỏ. Tố Du lấy thẻ nhớ ra, trong mày đầy khó hiểu, sự tò mò bủa vây lấy tâm tư cô. Trở về nhà, cô vội đặt thẻ nhớ vào laptop để xem dữ liệu bên trong. Bộ đoạn clip được ghi lại, mở đầu là hình ảnh dẫn đến một căn phòng. Cô nghe có giọng nói của mẹ, nhưng lại không thấy bà ấy, chỉ thấy vóc dáng từ ngực trở xuống của một người đàn ông. Theo góc máy, Tố Du dự đoán người quay đã đeo máy ảnh trên ngực, nên không thể quay thấy mặt người đi cùng. Cô suy đoán người giữ máy quay có thể là mẹ cô. Điều bí ẩn chỉ mới bắt đầu, chuyện tiếp theo sẽ khiến cô rất sốc. Máy quay dần di chuyển đến trước cửa một căn phòng. Người đàn ông đi bên cạnh mở cửa rồi cùng mẹ cô bước vào. Bên trong có vài người đàn ông đang chờ sẵn. Cô cứ theo hình ảnh ghi lại được từ góc máy mà suy đoán. Mẹ cô đang ngồi xuống đối diện những người đàn ông lạ kia, giọng nói bà ấy lại cất lên là vài lời chào hỏi. Lúc nãy khi mẹ cô đứng, Tố Du đã thoáng thấy được mặt của những người đàn ông khi vừa mở cửa phòng ra. Đến khi bà ấy ngồi xuống thì cô chỉ có thể thấy từ ngực trở xuống. Nhưng chợt cô nhận ra, người đàn ông đi cùng mẹ cô từ bên ngoài cho đến khi vào trong phòng, giọng nói của ông ta khá quen thuộc. Cô cảm thấy tức vì máy quay được đặt ở tầm thấp, vậy nên không thể thấy mặt ông ta. Sự thông minh nhanh trí đã giúp cô nhận ra một điều, mẹ cô đang cố quay lén. Đúng vậy, bà ấy đang quay lén bằng camera giấu kín trước ngực, nên mới không thể lia máy ảnh như ý muốn. Cô dự đoán có lẽ mẹ cô đã dùng lại máy ảnh được ngụy trang thành một chiếc khuy cài áo, hoặc như hình dạng của chiếc cúc áo để tránh bị phát hiện. Nhưng hiện tại mọi phân tích này chỉ đang dừng lại ở sự suy đoán của cô. Diễn biến tiếp theo khiến cô phải sững sờ. Bọn người kia mở một vali chứa rất nhiều gói bột trắng, rồi đẩy nhẹ về phía mẹ cô và người đàn ông đi cùng bà ấy. Người đàn ông bên cạnh mẹ cô thì mở vali tiền rồi đưa ngược về phía chúng. Bọn người đối diện xem xét kỹ số tiền, thấy ổn thỏa liền nói: "Đủ rồi." Bên kiểm tiền hài lòng, giọng nói của kẻ nhận hàng cũng cất lên: "Hàng đủ, vậy bọn tôi đi trước đây." Mẹ cô đứng dậy trước, trong khoảnh khắc bà ấy xoay người, cô thoáng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia. Nhưng chỉ trong một giây, ông ta cũng đứng dậy, nên chỉ có thể nhìn từ phần ngực. Theo phản xạ đầu tiên khi vừa nhìn thấy, cô chợt thốt lên: "Ba, sao lại giống ba Sở Triệu như vậy?" Tim cô đập mạnh vì rối bời, tay Tố Du hơi run run. Cô chỉnh lùi lại vài lần để xem kỹ lại khoảnh khắc nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của người đàn ông kia. Trông rất giống Lộ Lão Gia, dù đoạn clip này chắc chắn được quay hơn 10 năm trước, nhưng gương mặt của ông ấy vẫn không thay đổi quá nhiều. "Không thể nào, sao lại như vậy? Ba chồng của mình lại có liên quan đến mẹ mình sao?" Đoạn clip vẫn chưa kết thúc, cô đang xem tiếp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Vợ ơi, anh về rồi." Cô nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ anh tan làm trở về. Cô cứ lo tua đi tua lại đoạn clip, xem quá chăm chú nên không để ý thời gian. Tố Du tắt máy tính, nhanh chân chạy ra ngoài cửa đón anh. Sở Triệu nhìn thấy cô liền mỉm cười dịu dàng, giang tay ra nũng nịu. Cô ôm lấy anh nhưng lòng đang rất rối bời bởi những gì mình vừa nhìn thấy qua đoạn clip. Đầu cô không ngừng thắc mắc về mối quan hệ giữa mẹ cô và ba của anh. Cả hai vừa buông nhau ra, anh liền nhận thấy sự khác lạ trên nét mặt của cô. "Có chuyện gì sao? Chồng em rất suy tư." Mọi ngày nếu cô không đến công ty hay shop thời trang, cô đều chờ anh về nhà và sẽ rất vui mừng khi thấy anh. Nhưng hôm nay cô lại không được vui vẻ như mọi khi. Tạm thời cô vẫn chưa thể khẳng định được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sự việc vẫn còn nhiều ẩn khúc, nhưng Tố Du cũng không muốn anh phải nặng lòng. Cô nhón nhẹ chân hôn lên má anh.
Không có gì cả. Tại em đang nghĩ về bộ sưu tập sắp tới của Faye thôi. Sở Triệu nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều. Anh áp tay lên má cô, nhẹ nhàng hôn lên môi vợ. Em đói chưa? Chờ anh tắm xong sẽ ăn cơm cùng em. Cô mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang rối như tơ vò. Nghĩ đến chuyện cả hai chỉ vừa hạnh phúc không bao lâu, cô rất lo sợ sẽ xảy ra điều gì đó chia cắt hạnh phúc hiện tại của anh và cô. Buổi tối, khi anh và Tiểu Phi đã ngủ, cô vẫn cứ suy nghĩ, cảm thấy bất an về chuyện đoạn clip. Tố Du rời giường, cô mở máy tính, tiếp tục xem lại clip. Lướt đến cuối, cô chau mày khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trước khi kết clip. Nếu anh phản bội tôi, chắc chắn cái giá anh nhận lấy sẽ rất đắt. Ngày 14 tháng 2 năm 20XX. Lúc này trong tâm trí Tố Du hoài nghi về khả năng mẹ của cô có mối quan hệ tình cảm với Lộ Lão Gia. Ngoài ra, số ngày tháng năm trong lời nhắn khiến cô rất ngạc nhiên, bởi lẽ đó chính là mật khẩu để mở khóa điện thoại của mẹ cô. Chợt giọng nói ấm áp truyền đến tai Tố Du. Khuya rồi sao em không ngủ? Sở Triệu quay sang ôm cô thì phát hiện bên cạnh trống trải khiến anh cũng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy định bước xuống giường thì cô cũng vội tắt máy. Em xem lại bản thiết kế một chút. Anh bước đến ngồi cạnh cô, có chút thắc mắc khi cô vừa nhìn thấy anh thức giấc đã lập tức tắt máy tính. Cô áp tay lên má anh, cử chỉ dịu dàng của Tố Du khiến tim anh tan chảy ngay tức khắc. Em làm anh thức giấc sao? Anh liền lắc đầu. Không có, anh cũng chưa ngủ say. Nhưng không có em bên cạnh, quả thật anh không ngủ được. Cô nở nụ cười, nhưng trong lòng lại canh cánh về chuyện mối quan hệ bí mật giữa mẹ cô và ba anh. Chờ Sở Triệu hôn lên môi cô, mùi hương từ sữa tắm và nước hoa trên cơ thể Tố Du luôn hấp dẫn anh, khiến anh trở nên u mê không lối thoát. Anh hôn cô say đắm, dần dần nghiêng nhẹ cơ thể để đẩy cô nằm xuống sofa. Chỉ trách cô quá đỗi xinh đẹp, khiến anh không thể bỏ qua được. Bàn tay hư hỏng buông xõa dây áo, trong khi anh đang muốn hành sự, tâm trí Tố Du lại nghĩ về chuyện đoạn clip. Bây giờ sâu chuỗi lại, cô mới cảm thấy mọi chuyện có mối liên quan với nhau. Cô nhận ra vì sao mẹ cô lại thích đọc tiểu thuyết của nhà văn Tịnh Ân. Nụ hôn của anh đang cuồng nhiệt lại chợt đứt quãng khi anh nhận ra cô không đáp lại nụ hôn của anh. Tố Du cứ ngây người như một khúc gỗ, chẳng giống cô mọi khi chút nào. Em sao vậy? Anh làm khó chịu sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng và chút hụt hẫng của anh nên cô không nỡ làm chồng cụt hứng. Tố Du ôm lấy Sở Triệu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Không có, chỉ là em nhất thời nghĩ về công việc thôi. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay lại tiếp tục mò mẫm làm việc hệ trọng. Nụ hôn di chuyển xuống xương quai xanh, cổ áo được kéo xuống sâu, mắc kẹt ngay dưới chân đồi. Không gian phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh xác thịt vang lên đều đặn. Hai thân ảnh triền miên cuốn lấy nhau như đang hòa làm một. Vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, cô cầm chiếc điện thoại của mẹ trên tay, bỗng nhìn thấy một ứng dụng trò chuyện. Có chút chần chừ vì làm như vậy e rằng sẽ xâm phạm quyền riêng tư của bà ấy. Nhưng ngoài khám phá mọi thứ thông qua những dữ liệu còn sót lại trong điện thoại thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cô bấm vào ứng dụng trò chuyện, ngay tức khắc đập vào mắt cô là hộp thư tin nhắn đầu tiên, cũng là người nhắn tin với mẹ cô cuối cùng. Tên người trò chuyện khiến cô rất sốc. Tịnh Ân. Cô bấm vào xem, dòng tin nhắn gần nhất là của người kia nhắn cho mẹ cô, chỉ vỏn vẹn một câu. Cái chết của em sẽ được lưu giữ lại. Cảm ơn vì tất cả. Hình ảnh hắn gửi đến kèm theo lời nhắn chính là quyển tiểu thuyết Way Out in the Dark, tập thứ 10. Lúc này lòng cô đã dâng lên một nỗi sợ vô hình. Tố Du lướt nhẹ lên phía trên, cô lại thấy dòng tin nhắn. Cái kết hôm nay là do em tự chuốc lấy. Vĩnh biệt. Dựa theo thời gian nhận tin, cô nhận ra tin này được gửi sau một ngày mẹ cô vừa qua đời. Cô bắt đầu cảm nhận rất rõ cái chết bất thường của mẹ, đặc biệt cái chết này có liên quan đến nhà văn Tịnh Ân. Tim cô thắt lại. Tố Du khẽ nhíu mày. Cô vào phần album của cuộc trò chuyện để xem thử. Mẹ cô và ông ta gửi rất nhiều hình ảnh qua lại, từ những bức tranh mẹ cô vẽ đến những cuốn tiểu thuyết và rất nhiều thứ khác. Và có một tấm ảnh khiến cô như chết lặng, mẹ cô và ông ta chụp ảnh thân mật với nhau. Tay cô run lên, lúc này đến thở cũng thấy khó khăn. Cô biết rõ tiểu thuyết gia Tịnh Ân chính là Lộ Lão Gia, là ba chồng của cô. Nhưng cô nào ngờ giữa ông ta và mẹ ruột của cô lại xảy ra chuyện này.
Trước đây mẹ cô và Lỗ Lão Gia từng hợp tác với nhau trong một dự án làm tiểu thuyết truyện tranh. Mẹ cô là họa sĩ vẽ truyện cho ông ấy. Tố Du suy đoán có thể cả hai đã có tình cảm với nhau cũng từ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không ngờ ông ta biến thái như vậy, đã ra tay sát hại mẹ cô, rồi lại gửi tin nhắn cho người đã mất để khoe khoang chiến tích, thật kinh tởm. Bất giác nước mắt cô rơi vì đau lòng cho cái chết tức tưởi của mẹ, và cũng vì nghĩ đến chuyện tình cảm giữa cô cùng Sở Triệu. Cô không muốn đánh mất hạnh phúc đang có với anh, nhưng nếu ba của anh thực sự ra tay hại chết mẹ của cô thì Tố Du biết phải làm thế nào. Ngày ngày sống cùng con trai của kẻ thù đã cướp đi mạng sống của mẹ, cô thấy bản thân rất tội lỗi. Nhưng cô đã có con với anh, chẳng những có Tiểu Phi bé nhỏ mà còn cả đứa bé chưa chào đời. Cô đưa tay sờ lên bụng, cảm giác đau lòng, đầu óc rối bời, tâm tư chịu nặng. Con à, mẹ phải làm sao đây? Mẹ thực sự không muốn rời xa ba của con đâu. Tố Du đến nhà sách, cô muốn tìm đọc tập truyện thứ 10 của bộ tiểu thuyết. Vì đã được sản xuất hơn 10 năm về trước nên chỉ có những nhà sách chuyên trưng bày và bán sách cũ mới còn lưu giữ tập tiểu thuyết này. Ngồi xuống ghế, trên bàn có một tách trà ấm. Cô giữ bình tĩnh để đọc thật kỹ càng nội dung của cuốn tiểu thuyết mà Lỗ Lão Gia gửi cho mẹ cô khi bà ấy đã qua đời. Ông ta còn nhắn lời cảm ơn khiến cô khó hiểu vô cùng. Cuối cùng cô cũng bàng hoàng nhận ra ông ta đưa vụ tai nạn của mẹ cô vào cốt truyện để viết tiểu thuyết. Thật kinh khủng. Lục lại những tin nhắn cũ của mẹ, cô phát hiện ông ta và mẹ cô nhắn rất nhiều tin mùi mẫn, nói những lời yêu thương và hứa hẹn với đối phương đủ điều. Thậm chí bà ấy còn hứa sẽ giữ bí mật chuyện ông ta buôn bán chất cấm, và bà ấy sẽ cùng người tình thực hiện các phi vụ sai trái kia. Tố Du bần thần, tâm trí hỗn loạn. Cô đang mang thai nên sức khỏe vốn dĩ không được tốt, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện động trời này. Nỗi đau đớn trong lòng đang giày vò lấy cô. Tố Du phân vân không biết có nên cho Hàn Lão Gia biết chuyện này. Nhưng ông ấy cũng đã lớn tuổi, ba năm qua không ngừng thương nhớ mẹ cô. Bây giờ cô nói ông ấy biết sự thật, e rằng ba cô sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc. Sự kích động này liệu rằng ông ấy có thể chấp nhận được. Hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong lòng cô như thể đổ vỡ. Cô từng nghĩ bà ấy một lòng yêu chồng thương con, nhưng nào ngờ mẹ cô tuy sống với Hàn Lão Gia nhưng tâm trí lại hướng về một người đàn ông khác. Đến cuối cùng bà ấy bị chính người tình đoạt mạng, còn cô lại rơi vào khoảng không vô vọng, phải khó khăn lựa chọn giữa yêu và hận. Người đàn ông gương mẫu của gia đình bây giờ chính thức gọi tên Sở Triệu. Cô đã ra ngoài mua sắm với dì Yến, nhường anh chăm con nhỏ. Tiểu Phi ngồi trong lòng papa, vừa nghịch món đồ chơi yêu thích rồi lại ngước mắt nhìn anh. Papa ơi, anh cúi đầu hôn lên má cục cưng. Khủng lắm nghe con, ở đây có một con nữa này. Sở Triệu chơi đùa cùng với nhóc con, hai ba con rất mến nhau. Cậu bé còn quấn anh hơn cả cô. Chơi được một lúc chán chê thì Tiểu Phi khóc vì đói. Dù là con trai nhưng bé rất nhõng nhẽo, thích được ba mẹ âu yếm dỗ dành. Anh đút con ăn rồi ru bé ngủ, trải nghiệm cảm giác làm bố bỉm sữa. Điều anh vẫn còn tiếc nuối đến tận bây giờ chính là khoảng thời gian cô sinh Tiểu Phi anh lại không ở bên cạnh cô. Anh không muốn mình mắc phải sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa. Bé con đã ngủ say, anh muốn tranh thủ xem lại tài liệu. Sở Triệu lấy laptop, nhưng anh chợt nhớ đã bỏ quên bộ sạc ở công ty. Trong khi máy đã cạn pin, anh bỗng nhớ Tố Du cũng dùng cùng hiệu máy tính y hệt anh. Sở Triệu tìm phía dưới bàn rồi nhìn khắp nơi trong phòng. Anh nhớ lần trước thấy cô để tạm bộ sạc ở dưới bàn, có lẽ Tố Du trong lúc dọn phòng đã đem cất ở đâu đó. Cô có thói quen rất ngăn nắp, thấy đồ đạc bị để lung tung liền gọn gọn gàng. Anh đành tìm thử trong hộp bàn làm việc. Sở Triệu nở nụ cười. Đây rồi. Anh vừa định đóng ngăn tủ lại thì ánh mắt đã chú ý phải chiếc thẻ nhớ được đặt trong hộp nhựa trong suốt. Sở Triệu chợt nhớ ngày hôm kia anh ta làm trở về nhưng cũng không thấy cô ra đón. Khi anh bước vào phòng thì nhìn thấy cô đang cất món gì đó vào hộp tủ. Nghe tiếng mở cửa, cô có chút giật mình, vội vã đóng ngăn tủ lại. Anh có hỏi cô đang làm gì nhưng Tố Du lại lắc đầu bảo cô chỉ cất đồ thôi. Tuy nhiên sắc mặt và ánh mắt của cô rất dè chừng anh. Linh tính mách bảo, một sự thôi thúc vô hình để khiến anh chạm vào chiếc thẻ nhớ. Để rồi chuyện đến cũng phải đến, không thể tránh khỏi. Anh để thẻ nhớ vào máy tính, tận mắt xem nội dung đoạn clip như những gì cô đã nhìn thấy. Sở Triệu liền biết rằng Tố Du đã xem qua đoạn clip này nên cô mới tỏ ra giấu giếm anh như vậy. Giờ thì anh đã hiểu lý do buổi tối ngày hôm đó cô lại âm thầm thức giấc khi anh đã ngủ. Tố Du muốn xem lại đoạn clip
Nhưng khi thấy anh tỉnh giấc, cô lại vội vàng tắt máy tính vì sợ anh nhìn thấy. Vừa lúc tiếng mở cửa phòng vang lên, anh đưa mắt nhìn cô. Tố Du lúc này vẫn chưa biết chuyện anh đã xem qua đoạn clip. Sở Triệu gấp máy tính lại, tạm thời anh cũng không muốn cả hai căng thẳng với nhau vì chuyện này. Em về rồi đây. Cô mỉm cười nhìn anh. Sở Triệu cũng vờ như chưa nhìn thấy gì. Anh bước đến ôm lấy eo cô. Tố Du nở nụ cười. Còn ngủ rồi sao? Sở Triệu áp lên môi cô một nụ hôn. Dù bây giờ trong lòng cả hai đang rất hoài nghi và hoang mang bởi những chuyện xảy ra của bậc cha mẹ. Tiểu Phi ngủ rồi. Em ăn gì chưa? Anh dọn cơm cho em. Anh chờ em về nên cũng chưa ăn. Sở Triệu càng dịu dàng ân cần thì cô lại càng không nỡ rời xa anh. Tố Du mỉm cười gật đầu. Ừ, chúng ta ăn cơm cùng nhau thôi. Sau khi xem đoạn clip, anh đã nhận ra sự xuất hiện của ba mình. Việc khiến anh phải bàng hoàng chính là việc ông ấy có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm. Ngoài ra, người phụ nữ đi bên cạnh ông ấy, Sở Triệu chỉ nghe được loáng thoáng giọng nói nhưng không thể đoán ra được là ai. Tuy nhiên anh khẳng định bà ấy là người giữ máy quay để ghi lại cuộc giao dịch. Bằng sự nhạy bén thông minh, anh dựa vào lời nhắn cuối clip mà suy luận. Nếu anh phản bội tôi, chắc chắn cái giá anh nhận lấy sẽ rất đắt. Ngày 14 tháng 2 20XX. Sở Triệu đoán rằng người quay lại đoạn clip có mối quan hệ tình cảm với ba của anh. Từ góc quay của máy có thể suy ra người này cố tình quay lén. Lý do hợp lý nhất chỉ có thể là lưu lại làm bằng chứng. Lỡ như sau này tình cảm đôi bên xảy ra trục trặc, bà ta sẽ dùng đoạn clip để tố cáo Lộ Lão gia. Theo như thời gian được ghi lại ở cuối clip là ngày 14 tháng 2 20XX, Sở Triệu chợt nhớ ra mối tình chớp nhoáng của ba anh và nữ diễn viên Vương Lộc Hàm. Điều đáng nói ở đây, thời gian bà ấy chia tay với ba anh là trước một năm so với thời gian ghi trong clip. Lộ Lão gia ngày còn trẻ rất đào hoa, ông ấy cặp kè với nhiều người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lộ phu nhân và mẹ kế đều biết, nhưng hai người họ tuyệt nhiên không dám ý kiến, vì dù có tỏ ý khó chịu hay bất mãn thì cũng không thay đổi được gì. Họ cứ vờ như mắt không thấy để tâm tư được thảnh thơi. Dù ông ấy có qua lại với bao nhiêu phụ nữ bên ngoài thì cũng mặc kệ, chỉ cần ông ấy không rước bọn họ về nhà, không phong chức vợ tư vợ năm là được. Anh nhớ vào năm anh tầm 12-13 tuổi, đã chứng kiến mối tình mèo mỡ bên ngoài gây ồn ào nhất của ba anh chính là khi ông ấy cặp kè nữ diễn viên Vương Lộc Hàm. Năm đó sau khi chia tay, bà Lộc Hàm đã tố ba anh lừa dối khi nói với bà ấy hiện tại ông ta đang làm thủ tục ly hôn Lộ phu nhân vì tình cảm vợ chồng gặp trục trặc lớn không thể hàn gắn. Bên cạnh đó, ông ta hứa sẽ sớm rước bà Lộc Hàm về dinh, cho bà ấy danh phận vợ chính thức, phu nhân của Lộ gia. Nhưng bà Lộc Hàm tin vào lời hứa kia chưa được bao lâu thì bà ấy đã phát hiện ba anh đang qua lại với một người phụ nữ khác nữa. Vì chuyện này mà diễn viên Vương Lộc Hàm đã bị Nitrin chỉ trích, lên án dữ dội. Họ nói bà ấy là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhưng thực tế, Lộ Lão gia, tức là nhà văn Tịnh Ân, đã có hai vợ. Bà ấy vì nghĩ ông ấy thực sự sẽ ly hôn với vợ lớn nên hết lòng tin tưởng. Trong một bài phỏng vấn trước truyền thông, bà ấy đã tuyên bố nhà văn Tịnh Ân đang qua lại với một người phụ nữ làm nghệ thuật thuộc ngành hội họa. Bà ấy cũng khẳng định bản thân biết người đàn ông đó là ai, nhưng sẽ không nói đích danh. Bà Lộc Hàm muốn nhà văn Tịnh Ân tự thấy hổ thẹn vì sự phản bội và lừa dối của chính ông ấy. Cuộc tình ồn ào đó sau cùng cũng khép lại. Sự nghiệp của nữ diễn viên Lộc Hàm tụt dốc dần theo thời gian. Hiện tại bà ấy đã giải nghệ được nhiều năm. Thời gian ghi ở cuối đoạn clip là sau một năm Lộ Lão gia chia tay với bà Lộc Hàm. Vậy thì người phụ nữ lén qua đoạn clip này và để lại lời nhắn kia chắc chắn không phải bà ấy. Hơn nữa, Sở Triệu cũng đoán rằng mốc thời gian 14 tháng 2 20XX chính là ngày mà ba anh và một người phụ nữ nào đó bắt đầu yêu nhau, hoặc là ngày đặc biệt nào đó có liên quan đến cuộc tình của ông ấy. Vậy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Anh quyết định tìm ra câu trả lời từ chỗ của bà Lộc Hàm. Vì năm xưa khi chia tay Lộ Lão gia, bà ấy khẳng định ông ấy đang cặp kè với một người phụ nữ làm nghề liên quan đến hội họa. Và kể từ sau khi chia tay với người phụ nữ ấy, ba của anh cũng không quen ai khác bên ngoài nữa. Giờ đây ông ấy sống rất yên phận bên cạnh hai người vợ. Lộ Lão gia cũng đã giải nghệ 10 năm qua, không còn viết tiểu thuyết trinh thám nữa. Mọi chuyện thật khó lòng để nói ra, anh cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào, nhưng cũng không thể im lặng vờ như không biết gì. Còn đã ngủ, anh bước đến bên cạnh Tố Du, nhẹ nhàng cất lời bên tai cô. Em ra ngoài với anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em. Sở Triệu bước ra ngoài phòng khách trước,
cô có hiểu đi theo anh. Vừa đóng cửa phòng ngủ, Tố Du đã hỏi rõ: anh muốn nói gì với em vậy? Sở Triệu nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Anh có chút khó khăn nhưng rồi cũng chọn cách đối mặt. Anh đã xem đoạn clip trong thẻ nhớ. Sắc mặt cô tái đi. Dù khi nghe đến đây, cô cũng đã thừa sức đoán được thẻ nhớ mà anh nói đến, nhưng Tố Du vẫn muốn khẳng định lại. Cô không ngờ rằng chuyện này lại sớm bị anh phát hiện ra. Ý anh là thẻ nhớ nào chứ? Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm xúc trong lòng cả hai trở nên hỗn độn. Thật khó khăn để thẳng thắn đối diện với nhau khi nói về vấn đề này. Là thẻ nhớ trong ngăn tủ. Anh đã biết người đàn ông trong cuộc giao dịch đó là ba của anh. Ngoài ra anh cũng đoán được người phụ nữ đi cùng với ông ấy cũng chính là người quay clip. Người đó là mẹ của em. Cô mở to mắt sững sờ rồi nhìn anh đăm đăm. Cảm giác rối bời bùa vây tâm trí cô. Tố Du chưa sẵn sàng để nói rõ chuyện này với anh. Cô muốn đưa kẻ thù ác ra ánh sáng, nhưng vì đó là ba của anh nên cô không cho anh biết sự thật. Tố Du sợ rằng anh sẽ đau lòng, sẽ vì tình thân mà ngăn cản cô tìm ra bằng chứng và tố giác tội ác của ông ta.